Chào mừng tất cả anh em đam mê đã quay trở lại với kênh bán hàng của số phụ kiện Minh Thảo em nhá. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, bên số Minh Thảo em xin được gửi đến cho tất cả anh em đam mê chơi về mẫu kính ngắm Makun Wolverine hộp đỏ bản 2023. Thông số và kỹ thuật của nó đó là 4-16 nhân cho 44 SFIGG FFP các bác nhé. Phiên bản này thì em đã đặt hàng cách đây 3 tháng rồi, nhưng mà ngày hôm nay bên em mới có hàng để về cho tất cả các bác được. Nếu như anh em nào mà đã quen chơi với cái dòng Makun Wolverine, ví dụ như một cái phiên bản lần trước, phiên bản trước là phiên bản SFIGG thôi, anh em có thể thấy là cái độ ổn định và độ sắc nét của kính là nó cực kỳ là cao nhé các bác nhé. Lần này thì em sẽ về phiên bản nâng cấp của cái dòng đấy, là mẫu kính ngắm vẫn là như vậy, thông số vẫn là như vậy, nhưng mà là dòng thuộc dòng tâm kính FFP để cho anh em cùng trải nghiệm ở trên kênh. Rất mong anh em là xem kỹ cái video của bên shop Minh Thảo em cảm ơn tất cả mọi người trước nhé. Đấy. Thì ngay trước mặt màn hình của tất cả các bác đây, em đã để sẵn mẫu kính ngắm Makun này ra rồi. Ở video lần trước thì có rất là nhiều tranh cãi phải không ạ? Có rất là nhiều anh em ở trên kênh có tranh cãi là bản FFIGG với cả FFP. Thì thật ra cái phần đấy thì nó cũng hơi bị ví dụ như khách hàng thì cũng không tìm hiểu kỹ, và ví dụ như những người bán, em thì là người bán nhưng mà có rất là nhiều người bán ở trên mạng phải không ạ? Đấy thì cũng có một số trang kênh thì quảng cáo cũng chưa được chuẩn cho lắm. Vậy nên là cái video cái con kính lần trước thì nó gặp phải khá là nhiều những cuộc gọi là tranh luận của tất cả anh em. Đấy, nhưng mà em đã giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người rồi. Bây giờ hàng đã đến tận tay, em sẽ quay chi tiết cụ thể nhất. Các bác thích xem cái gì thì bảo em quay cho các bác xem cái đấy luôn. Đấy, như vậy cho nó dễ. Đây em sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Tất cả những thông số kỹ thuật, tất cả những cái cấu hình chức năng thì ở phiên bản này vẫn giữ như phiên bản SFIGG, chỉ khác duy nhất về phần tâm số khắc kính thôi nhé anh em nhé. Bản này là bản FFP thì khi zoom lên thì cái tâm của nó sẽ lên theo. Những cái thường thường những bản FFP nó sẽ đắt tiền hơn so với những cái dòng phiên bản là chỉ là SFIG hoặc là SF thôi. Đó, thì ngày hôm nay em đã về được hàng rồi. Em sẽ quay cho mọi người cùng nhìn. Đấy, từ phần vỏ hộp đây, em sẽ quay từ phần vỏ hộp cho anh em nhé. Vỏ hộp mọi người chú ý, cái con kính ngắm này thì nó rất chi là, ví dụ cái nhà sản xuất này nó người ta làm thì hơi bị gọi là phải nói là hơi bị sai sót một chút. Đã là phiên bản SFIGG FFP rồi thì phiên bản ở đầu này thì cũng là SFIGG FFP cho đỡ, chỗ có phải hơn đi, lại còn một đầu thì là SFIGG đây, nhưng mà không đánh dấu tích, còn một đầu mới là SFIGG FFP. Anh em mua hàng chú ý nhá, cái phiên bản này là có dấu chấm đen đằng sau mới là phiên bản chuẩn chỉ có hộp. Và anh em phân biệt bằng cách đó là các bác nhìn ở dòng chữ ở bên trong thân kính này, đấy nhìn cái dòng chữ này, và cuối cùng đó là phần tâm kính các bác nhé, phần tâm kính. Em sẽ zoom lên cho tất cả các bác cùng xem. Tâm đã lên rồi đúng không ạ? Tâm đã lên rồi. Đây, tâm kính của nó đây. Những bác nào mà đã chơi cái phiên bản SFIGG rồi mà đang xem video ở trên kênh thì các bác có thể là comment hộ em được không ạ? Comment là xem là con này nó chơi nó có bị mờ hay không được không ạ? Mờ hay là led được không ạ? Bởi vì là cái dòng này thì đợt vừa mới ra mắt anh em chơi rất là nhiều. Anh em mua hàng rất là nhiều anh em trải nghiệm rồi. Đây cái tâm đây, em sẽ zoom lại từ đầu để cho em trải nghiệm. Và cũng có một cái video em so sánh khá là chi tiết về dòng kính này, về dòng kính Makun này với những cái dòng kính ngắm cao cấp khác ở tầm phân khúc khác. Đây khi em zoom tầm lên nhá, tầm lên đó, các bác thấy chưa? Đó
Đó. Phụ kiện vẫn như hệt nhau, chỉ khác duy nhất cái bánh xe ở lúm chỉnh ấy thôi, ở lúm cái chỉnh bắt led thôi. Còn ngoài ra thì đèn hồng tâm thì cái này nó sẽ là đèn hồng tâm thì cái này nó sẽ hai có hai màu, màu đỏ và màu xanh các bác nhé, màu đỏ và màu xanh. Đèn hồng tâm thì nó chỉ sáng duy nhất một cái chấm tròn ở giữa thôi mọi người nhé, chỉ sáng duy nhất cái tâm chấm tròn ở giữa thôi. Các bác đợi em một chút để em quay. Mỗi mỗi màu thì nó sẽ có những cái cấp độ khác nhau. Đây em sẽ bật cái đèn hồng tâm lên, chỉ có duy nhất một cái dấu chấm như này thôi nhé các bác nhé, rất tiện lợi cho những anh em nào mà đi bắn đêm, bắn sóc các thứ. Một chấm xanh đỏ, một chấm đỏ nhé các bác nhé, chấm đỏ. Đấy, tiêu rồi. Đó, một cái video ngắn của bên Xô Minh Thảo em giới thiệu cho anh em về dòng kính mới Makko Neuvari SFIGAFP. Mọi thông tin chi tiết cụ thể hoặc là anh em muốn đặt hàng thì các bác gọi điện trực tiếp cho bên Xô bằng hai số điện thoại em để trên bảng tên nhé. Giá ở mẫu này thì nó có giá là hơn 2,5 triệu nha anh em nhé, giá hơn 2,5 triệu. Dòng này nó sẽ đắt hơn cái phiên bản SFIGA kia, con kia thì em bán là 2,2 triệu, nhưng mà con này đắt hơn là con đấy là đúng rồi ạ, là đúng hơn nhá, cấu cấu hình của nó là tốt hơn đấy. Video của em xin được tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại tất cả các bác trong chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.